đẻ ra cái khác, nó bắt đầu anh không hoạt động thì cơ thể của anh nó ra cái bệnh này, nó lại ra cái bệnh kia. Anh tập tôi, ví dụ thế này, của tôi nó khác đấy, từ nhỏ đến là truyền thống của tôi là tôi sốt, nếu sốt là nằm đắp chăn thì rồi bắt đầu là cứ nằm đấy, tôi sốt thì tôi bò dậy cái dạo tôi ở Hàng Bạc, tôi còn đi làm học nghề thợ bạc, tôi sốt mà tôi lấy cái giờ ăn cơm tôi vẫn lấy xe đạp phóng đi, đến đạp mấy vèo đến ngồi ăn cơm, thế là mồ hôi nó toát ra, thế là lại khỏi sốt. Tôi đau lưng, đứng lên tôi tập, tôi ngoáy, tôi làm, tôi ngoáy ngó cũng là tức gì lắm. Thì cuối cùng thưa mấy cậu, tôi lại khỏi cái chuyện đau lưng. Rồi thì tôi nhức đầu thì tôi quay, tôi làm nhiều kiểu, để rồi cuối cùng là tôi lại khỏi nhức đầu. Đau cái bệnh thách cổ của tôi, sau cái trận tự tử của tôi bị cái bệnh đau đầu kinh khủng, đau ở trên, gọi là trên đầu thống với cái quái gì cả. Nhưng mà tôi tập thưa mấy cậu rằng tất cả rồi nó lại khỏe. Tức là hoạt động đi lên cái thang gác chạy ngược lên, chứ đừng đi lại đi khẽ chân khẽ bước thì đấy chính anh nó ra bệnh tật. Cho nên thưa mấy cậu Nam Phong, tôi nói chính ngay bây giờ tôi đang ở cái nhà tôi đang ở đây là tôi ở trên lầu 3. Nhiều người bảo sao không xuống đi tìm cách xuống lầu 1 mà thuê ở dưới lầu 1, mà tôi mục đích của tôi là để tôi chạy lên, mặc dù một ông già 75 tuổi, người khác thì có những người bạn tôi lên nhà tôi chơi thì mới 70 tuổi, hay là tôi mới 70-60 tuổi, nên tôi bảo trời ơi sao mà anh ở cao như thế này. Đấy, như thế là như thế thì làm sao mà không yếu, thưa mi, rồi cái yếu này nó mới đẻ ra cái yếu khác, nó mới ra cái bệnh khác. Cho nên anh nỗ lực, anh là một người ác thần đi, thì nó sẽ có khác thường đấy, thưa mi, cậu Nam Phong. Dạ vâng, thưa quý vị, quý vị có đồng ý với lại Nguyễn Nam Phong là một cụ già 75 tuổi còn đi lên từ lầu 3 đi xuống lầu 1 mỗi ngày và còn chạy một mai hàng ngày. Dạ thưa quý vị, hôm nay chính Nguyễn Nam Phong được dịp phỏng vấn, cháu xin được nói là một người mà Nguyễn Nam Phong rất là ngưỡng mộ là chú Đặng Sĩ Đình. Thưa quý vị, có đồng ý với lại Nguyễn Nam Phong đây là một người nhân vật phi thường trong một thời đại rất là khó khăn của dân tộc không ạ? Thưa quý vị, Phong hôm nay được có một cái hân hạnh rất là may mắn đã được chú đến với diễn đàn để cùng diễn đàn tâm sự hôm nay. Thưa quý vị, Phong không chỉ được nói là cái gì danh từ ra to búa lớn, nhưng mà chính những lời tâm sự rất là chân thành, rất là thân thiết trong một cái tinh thần người Việt đối với người Việt hôm nay của chú Đặng Sĩ Đình đã gây nhiều xúc cảm trong lòng những người nghe, giống như là cháu. Cháu xin được thay mặt cho diễn đàn thảo luận niềm tin đất nước Việt Nam về tự do dân chủ, cháu xin cảm ơn chú rất là nhiều, và cháu mong đợi một ngày nào đó chú sẽ dành thêm một thời gian lâu hơn cho diễn đàn. Tại vì thưa chú, cháu xin được nói thẳng nha chú, lúc mà chú đòi chấm dứt hội luận đó, thưa chú, là có hai vị nữ thính giả khác cũng muốn đặt câu hỏi với chú ạ. Thưa chú ạ, thưa cậu Nam Phong, trước hết cho tôi cảm ơn cậu, vì qua cậu tôi mới có điều kiện, qua cái diễn đàn của cậu mới được nói lên một vài cái nỗi niềm của lòng tôi. Tôi vẫn tự nói từ đầu, tôi là một người cứ thẳng thật, mà tôi theo quan điểm tôi rút ra trong cuộc sống của tôi là 75 tuổi là sự thật là quan trọng nhất, bất cứ giữ cái gì, cứ sự thật. Nhưng cái sự thật là phải có bản lãnh mới dám nói sự thật. Anh không có bản lãnh thì không dám nói sự thật đâu, toàn nói dấu quanh co, nói thẳng sự thật. Do đó nó có nhiều cái thô lỗ, nhiều cái nó khúc hiểu mà sống dượng, thưa mấy cậu Nam Phong và toàn thể các quý vị. Nhưng tôi dám nói rằng những cái mà tôi nói là sự thật. Dù tôi mà không thấy tôi không nói sự thật thì tôi cảm thấy tôi là một người hèn. Mà nếu mà sống mà hèn thì tôi chết tôi sướng hơn. Tôi nếu hèn thì suốt đi cuộc đời của tôi là như thế. Thành thử ra tôi thô kịch. Nhưng nó tất cả là tả bằng cái tâm huyết của tôi, tâm huyết của một người đã 75 tuổi. Cũng sắp sửa mấy giới hạn của cuộc đời rồi mà tôi nói với một tấm lòng của tôi. Thế thưa mấy cậu Nam Phong và toàn thể các quý vị trong diễn đàn, tôi được hân hạnh hôm nay nói, chứ còn cũng khó, nó khó với lần sau, bởi vì thưa mấy cậu rằng
muốn hay không cái kiếp nhân sinh thì làm sao mà cứ khỏe mãi, sống mãi, dù tôi có tập hành, dù tôi có cố gắng thì nó cũng chỉ đến cái giới hạn nào đó chứ, cậu Nam Phong ơi. Chú ơi, cháu nói như thế này là chú phải sống còn lâu nữa, tại vì chú còn những người con trẻ tuổi. Hôm nay cháu gọi điện thoại cho chú đó, xong rồi có một cái giọng nói rất là trẻ mà nói tiếng Việt Nam rất là rành. Cháu hỏi là dạ thưa, tôi có thể nói chuyện với lại ông Đặng Chi Đình không? Thì cháu nghe hình như là giọng nói của con trai của chú đó mà nói giọng Việt Nam rất là rành, nói là dạ thưa ông đợi một chút xíu. Thưa chú, sao mấy người con của chú nói với tiếng Việt Nam rành có vậy thưa chú, mà cháu nghe cái giọng rất là trẻ tuổi ạ. Cậu, nó liên nhiên tôi là phải nói về vấn đề này. Thưa mấy cậu, có lẽ tôi nhiều một số bạn bè tôi họ cho tôi là quá khích. Đúng là tôi hơi quá khích đấy. Tôi cũng cảm thấy là tôi hơi quá khích. Đây là cái lẩm cẩm quá khích đến cái độ tôi lẩm cẩm, thưa mấy cậu nhé. Đáng nhẽ thôi mà tôi xin nói về cái ý này. Buồn cười lắm là ví dụ thế này, đây cái lẩm cẩm cậu có thấy không? Ví dụ như là tôi đi vào một cái supermarket ngay ở cái thành phố Đồ Sơn trên này, tôi vào cái thì tôi thấy hơi mân liên man đầu răm mười phút đấy nha cậu nhá, cậu đồng ý không? Dạ vâng, chắc xin mời chú ạ. Nghe răm mười phút đấy nha, tôi liên man mười phút đấy. Tôi thấy có một cái cô bế một đứa con độ khoảng 4-5 tuổi, mà thấy hai mẹ con nói tiếng Việt với nhau, tôi quay lại, tôi nghe, tôi theo dõi một lúc rồi tôi bảo, thưa cô, tôi xin cảm ơn cô. Là tôi nghe cái tiếng Việt, ở đây tôi nghe thấy mình lòng tôi nó như kiểu nó đang là ho khóc, thì bây giờ tôi nó dãi ra do cái cuộc sống của tôi nó bị bao nhiêu lo toan, nhưng bây giờ nó được dãi ra nghe tiếng quê hương, tôi tính cảm ơn cô, cho nên đấy tôi cảm ơn cô. Thế như vậy thành ra là con cái của tôi, những đứa đẻ Việt Nam sang đây thì đã đành, chứ còn ngay ở Mỹ này đẻ mấy đứa toàn không có một ai có một tên Mỹ nào ở đây cả, thì toàn tiếng Việt. Và nếu vào nhà tôi đã bắt đầu tôi hiểu là văn hóa Mỹ ở đâu thì phải dung hòa ở đấy, tôi hiểu dung hòa thôi, nhưng mà nếu không thì nhà trường họ ở với nhiều hơn tôi nhỉ. Thế mà vào trong nhà hai người nói chuyện với nhau, hai đứa nói chuyện với nhau là phải nói bằng tiếng Việt, còn tiếng Mỹ phải để ở ngoài, bỏ giày thì là bỏ giày ở ngoài đấy. Cho nên con cái của tôi hoàn toàn tên của nó là họ hàng, không có một tên Mỹ nào đây, kể cả tên đến nỗi buồn cười nhất là tôi xin ghi giấy đi đến làn màn, cậu biết là thực tế nó mới đừng tính giải quyết các vấn đề khác. Là ví dụ bây giờ tôi đi xin cái giấy passport, tôi nhớ cách đây 18 năm xưa, năm 89, tôi sang bên Âu Châu, tôi đi tôi phải xin passport, tôi hỏi IMS ở bắt là phải IMS, họ bảo là phải mấy cái tên của ấy là gì, tên Mỹ là gì, chứ tôi bảo tôi không có, tôi bố mẹ tôi đặt tên tôi như thế. Rồi sau đó họ cấp passport họ, rồi tôi phải cãi nhau với họ, cuối cùng là họ phải để chữ xin passport để chữ USA Đặng Chí Đình chẳng hạn đấy, không cậu thấy không? Thì cho nó đến như thế nó có thể là hơi lầm cầm nữa chứ, quá khích thế rồi cậu đấy, cho như thế đấy tôi cậu, tại vì cậu hỏi tôi rằng là đứa con nhỏ của tôi nó nói chung cõi chứ không có nói ngọt ngẹo gì cả đấy tôi cậu. Dạ vâng, cháu rất là khâm phục tinh thần của chú. Cha mẹ cháu cũng dạy là phải ở nhà, trong nhà thì phải nói tiếng Việt. Mấy lần mà cháu nói tiếng Mỹ thì bị ông bà già chửi lắm à chú ạ? Vậy thì tôi cảm ơn ba má cậu đấy, tôi cảm ơn luôn đấy. Dạ vâng, thay mặt cho diễn đàn thảo luận hiện tình đất nước Việt Nam về tự do dân chủ, hôm nay rất là chân thành cảm ơn chú đã đến với diễn đàn. Và cháu xin được chào tạm biệt chú. Cháu biết là bên chú cũng rất là khuya rồi. Cháu xin được chúc chú hôm nay có một giấc ngủ ngon. Và cháu xin được nếu chú cho phép thì lần sau cháu sẽ xin được có một thời gian thêm để mời chú trở lại diễn đàn ạ. Bây giờ thế này cậu Nam Phong, tôi đã chợt nghĩ đến đây này. Tôi như mẹ tôi là một spy mà bây giờ cậu thì biết tôi quá nhiều vì cậu đọc sách cậu đã thấy rồi, mà bây giờ tôi không hề biết về cậu. Tại vì chú là nhân vật phi thường, làm sao mà so sánh với là một người bình thường như là Nguyễn Nam Phong được. Tôi nghĩ cậu thế này, nếu cậu muốn tôi có những lần sau hay thế nào thì cậu hãy gửi cho tôi cái ảnh của cậu đây để tôi nhìn cái ảnh cậu như thế nào đã chứ, thực quá là mất, mình không biết cái gì cả. Đấy là một cái mà nó không công bằng, không có fair. Yeah.